Dạ, hôm nay cũng khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện được 5.438 tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến khá, hoàn thành thắng lợi hai vụ lúa đông xuân và hè thu, với năng suất sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 62% chỉ tiêu. Nhiều công trình trọng điểm đang triển khai xây dựng, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm thực hiện có hiệu quả. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.